đau bụng quá. BBB Toilet đã xâm chiếm trái đất rồi. Team bên cửa hàng đến địa điểm này và tiêu diệt chúng nó đi. Mọi thông tin đã được gửi qua tin nhắn rồi. Ôi giời, nắng nóng này cắm xong trại rồi mà vẫn chưa có đồ ăn đấy nhỉ? Còn đi cắm trại không chuẩn bị đồ ăn à? Ôi giời, đúng rồi đấy anh ạ. Ngồi đây nóng dã man con ngan rồi nị. Ôi giời, Tiểu Nhi em mang cho 10 cốc đây để đổ trà và uống đấy. Để mua cái ấm trà này, anh có ấm không? Không có nước, không có trà. Chán thật, Tiểu Nhi đây. Tiểu Nhi, có Tiểu Nhi, nhanh lên, rồi chậm thế. Bà ơi, bà ngồi trên này làm sao mà tôi kéo được vào? Đấy, phải như này, phải dễ. Đây rồi. Úi giời, chuẩn bị lúc nào cũng phải chuẩn bị đủ đồ này. Nồi niêu xoong chảo. Đây là vật cầu lông. Bị điên à? Bà sợ hơi à, đây là cái nồi để gọi là chiên trứng à? Chúng ta ăn món gì với cái nồi này? Đây là chảo rồi, chảo là một nồi. Úi giời ơi. Chị còn đến Tiểu Nhị lại không được đâu rồi. Ôi đồ ăn. Nấu nồi niêu xoong chảo to hơn này. Nấu ăn thì phải là có bếp. Uống hỏng luôn rồi. Chết trình Vu Lan hỏng đồ. Vu Nam hỏng đồ rồi. Anh Thái ơi, Vu Lan hỏng đồ rồi kìa. Đâu để xem nào. Đen ấy. Vẫn dùng được nhá, vẫn dùng bình thường như cân đường hộp sữa luôn. Đó. Thế em cầm cái này em đấu à? Đúng rồi, em làm món là bắc giang bơ ấy. Thôi rồi anh chị em thấy ai chưa hỏng đâu. Ê, đấy, cái này là nóng được rồi. À, ra vậy. Khá hay. Đồ ăn hại. Đây, còn thực đơn chính chưa quên chưa mang ra. Nhìn cái gì đấy ông nội? Ừ, em đây. Ui, em ngắm săn bắt hái lượm ấy. Ừ, có cả dĩa với chìa nữa các bạn ạ. Chị thật sự. Thôi bây giờ bắt đầu đi. Bắt đầu. Là không lên nhỉ? Ừ nhỉ. Thôi đi để em thổi. Bếp ga sao lại thổi? Đồ ngu. Ôi, thế cái bình ga để làm gì? Ờ nhỉ. Thôi để em mở cái. Ôi giời. Ôi, từ bình tĩnh. Em có biết lắp không đây? Rồi chưa, khai hỏa đi. Khai hỏa. Nồi lửa lên em. Các cháu ơi, hôm nay bà Bơ Vlog sẽ nấu món phồng tôm bảy sắc cầu vòng khủng lồ. Ôi bông phẹt đi, thôi nấu nhanh lên, đói lắm rồi đây này. Bước 1, đổ cháo vào dầu. Chảo dầu. Cái gì chắc ăn thôi đưa đây ông ơi. Bước 2, bật chai ra khỏi lắp. Bước 3, các bạn lại quay lại bước 1 nha. Đổ cháo vào dầu. Rồi, các bạn nhớ đổ ngập dầu để cho phồng tôm nó chín nha. Bước 4, bóc quả chị với. Đồ vô dụng, mang đây. Đó, bên trong này đó chính là các phồng tôm bảy sắc cầu vồng nha các bạn. Bước 5, bếp bật. Bước 6, các bạn chờ dầu sôi trong vòng 5 phút rồi các bạn bỏ vào nha. Mơ bắn cả ra đây luôn. May là anh tỉnh chối ở đây không là nó bắn cho vỡ mồm rồi. Vào đây. Ui anh ơi. Mơ bắn như ở thời chiến tranh năm 45 ấy anh nhỉ. Ờ như kiểu đạn bắn ấy. Trốn đi, ngồi luôn xuống đi. Thế nhá các bạn nhỏ nhá. Các bạn có làm thì các bạn không nên làm một mình. Các bạn nên làm cùng với cả người lớn. Nghe chị ơi, em đói quá. Thơm không, thơm không? Thơm. Ôi chị ơi, phồng tôm bảy màu của chị sao nó thành một cái màu đen trắng thêm. Chả có trắng nào cả. Xì đen, đen xì. Chị thất bại rồi. Rồi sao nhỉ?
Thôi không sao, mình sẽ làm lại và không ăn hại. Thất bại thì ta làm lại. Để em mang ra cho đội thi ăn trước. À, con chó này. Hợp lý. Giờ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi. Tăng tăng tăng, mọi người ơi, ra ăn phồng tôm đi. Cái gì, có đồ ăn rồi á? Anh. Ôi dồi. Ôi dồi, mủ như con bò cái kho rồi. Thế kẻ kia mình đánh chết một mình luôn. Ui, trang cốc này đẹp nhất rồi. Không ai phát hiện ra mình ăn cái này một mình đâu. Miếng nào ngon hơn nhỉ? Miếng này à? Miếng này à? Ui, miếng này to rồi. Ai giờ đánh hết cái đĩa này lo phết nhưng vẫn còn lửa miếng nữa. Thôi thì ăn nốt. Tự nhiên ăn này xong đau bụng ấy nhở? Ai tôi không ổn rồi. Không, quanh đấy có nhà vệ sinh nào không nhở? À, nhà vệ sinh kia rồi. Ui đây ơi. Ui, chỗ này rậm rạp nhất, không thể giải quyết lần em xuôi nhất rồi. Ui, cái gì kia? Sờ kì mini toilet, ui chết rồi, không ổn rồi. Đứng đi củ khoai ngày mai hàng đi. Chứ đang ngủ thì có cái mùi thum thủm thơi thối đâu anh nhỉ? Yeah. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Và đây là thành quả của mình lần thứ hai, không sai. À, lần thứ hai không ăn hại như lần một. Ừ, nhưng mà hơi ngon này. Ôi, chén thôi, đi vào. Này, cho chị cái. Chị xin. Ôi, đấy, bây giờ mình xiên vào đây. Ôi, sao mãi không được nhỉ? Ây da, ôi trông lên ta. Ôi giời ơi, em lấy tay ăn cho nó nhanh, này. Giòn. Thiếu. À, chấm tương ớt, tương và ớt. Giòn rùm rụm luôn. Ngồi, chờ nhận xét đi em. 10 điểm, không có nhân. Nào, cạn ly. Cạn ly. Vì sự thành công của lần 2. Quá tuyệt vời. Ôi trời ơi, đứng dậy ở đấy mà ăn nữa. Sờ kim mini đến rồi, chạy đi. Chạy đi. Mình nhận nhiệm vụ đến đây để chiến đấu cơ mà sao lại chạy? Ảo thật đấy, quay lại làm lấy vũ khí. Rồi. Đây. Sờ kim mini đi ở đâu? Được rồi, đi ra chiến đấu. Nó đằng nào ấy bạn? Đằng kia kìa! Đằng kia! Lên! Mọi người ơi, bò tấn công rồi, lên đi. Yes, thắng rồi. Bài. Trên trời vẫn còn à, để chị bắn nó cho. Ôi giời ơi.
mọi người ơi, sao anh Thành lại ở trên trời rơi xuống kia? Đâu, anh Thành đâu, anh Thành đâu? Ui, anh có làm sao, anh có làm sao không? Có sao rồi, kiểu xuống không sao à? Thành sao luôn? Anh Thành có mùi gì tối nhỉ? Hình như anh vừa chui từ toilet ra đúng không? Đâu? Cho anh về với. Đây anh ơi. Đâu? Anh Thành kia. Đúng mọi người. Mình bảo anh Thành hình như dính phân của Sky Mini là thối lắm. Đâu? Dọn đồ về, bỏ anh Thành ở đây đi. Nhanh đi.